Xin chào mọi người, là tôi đây, và hôm nay chúng ta sẽ đào sâu vào thế giới Mobile Legends với một chiến binh mạnh mẽ, Di Long. Hãy cùng tìm hiểu về những bí quyết để sử dụng Di Long hiệu quả trong 5 phút. Di Long, sát thủ rồng, nổi tiếng với khả năng tấn công mạnh mẽ và di chuyển linh hoạt. Kỹ năng chém đuổi giúp anh ta nhanh chóng tiếp cận và làm tổn thương mục tiêu. Đặc điểm này làm cho Di Long trở thành một lựa chọn yêu thích trong các trận đấu. Chọn đúng bộ trang bị là chìa khóa của mọi chiến binh. Trong trường hợp của Di Long, sự kết hợp giữa kiếm thiêu đốt và lưỡi hỏa thần sẽ tăng cường sức mạnh và tốc độ đánh, làm tăng khả năng gây sát thương. Trong khi sử dụng Di Long, hãy tận dụng khả năng di chuyển nhanh của anh ta để lẻn vào địch và gây sát thương không ngừng. Tuy nhiên, lưu ý rằng Di Long có thể trở nên yếu đuối nếu bị tập trung tấn công, vì vậy hãy chọn thời điểm và vị trí chiến đấu một cách khôn ngoan. Di Long không chỉ là một tay sát thủ cá nhân mà còn là một người kêu gọi đội hình. Sự kết hợp linh hoạt giữa anh ta và các đồng đội có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm cho đối phương. Một điểm quan trọng cần nhớ khi chơi Di Long là thời điểm đánh. Sử dụng kỹ năng chém đuổi vào thời điểm đối thủ đã bỏ lại đòn đánh mạnh, giúp tăng cơ hội gây sát thương cao và nhanh chóng thu hồi khả năng. Di Long có thể linh hoạt thay đổi vai trò giữa một người săn mồi và một người hỗ trợ. Nắm bắt được tình hình và biến hóa vai trò của mình giữa các giai đoạn trận đấu sẽ làm tăng sức mạnh của đội hình và tạo ra những bất ngờ không ngờ. Sự hợp tác với đồng đội rất quan trọng. Khi Di Long kết hợp với những nhân vật có khả năng kiểm soát như Sung hoặc Lao, anh ta có thể tận dụng những khoảnh khắc đó để tạo ra cơ hội tấn công lớn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng Di Long có điểm yếu là sự dễ bị chặn đứng và kiểm soát. Đối thủ với khả năng làm chậm hoặc kìm chân có thể là mối nguy hiểm. Hãy duy trì sự nhận thức và sẵn sàng phản ứng phù hợp. Tổng kết, Di Long là một lựa chọn mạnh mẽ trong Mobile Legends nếu bạn biết cách sử dụng anh ta đúng cách. Sự linh hoạt, tấn công mạnh mẽ và khả năng kêu gọi làm cho anh ta trở thành một thành viên quan trọng trong đội hình. Hãy thử nghiệm và chia sẻ những trải nghiệm của bạn dưới đây. Đừng quên nhấn like nếu bạn thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. It would take an army to stop me. Destroy the turret. Tranquil as a poem, but raging within. Launch attack. Heroes never fail. Killing spree. Your whole body is a weak spot. An enemy has been slain. Tranquil as a poem, but raging within. Unstoppable! Nothing. Killing spree. Not death. Your team destroyed the turret. Killing spree. Your team destroyed the turret. Mega kill. It would take an army to stop me.